Alo, ai ngậm đầu dây bên kia? Mày là ai? Mày muốn cái gì? Tao trân trọng cho mày biết tao là Thế Chột và tao đã bắt con ghệ của mày. Nếu mày muốn cứu nó thì mày phải làm theo lời tao. Mày nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn mày lấy cái điện thoại gọi lại cho tao, điện thoại tao sắp hết tiền rồi. Mày nghe đây, tao trân trọng cho mày biết Thế Chột tao đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Mày làm ơn vô vấn đề chính đi, tao không có đăng ký đồ đó. Thế mày sai mắn gì? Mà nhện, tao không biết mày nói xàm cái gì, nhưng mày đã vi phạm nghiêm trọng nội quy ăn nhậu. Mày không biết là không được đi vệ sinh khi tính tiền hả? Sớm không buồn, muộn không buồn, tại sao mày đi vệ sinh ngay lúc đi tính tiền? Tao không ngờ người phán xử lại chơi bể như vậy. Tao quên nói mày biết, bữa đó bà nội tao đẻ con so. Mày đừng cho anh ta, bà nội mày sao đẻ con so được? Đầu nhất thiết là bà nội của tao. Mày chưa nghe bài em là bà nội của anh hả? Ý là con ghệ của tao. Rồi bây giờ mày tính làm sao? Tính chơi trò mất trí nhớ hả? Nãy giờ mày vẫn chưa nói mày muốn cái gì. Tao muốn mày tới ngay nhà hàng Trâu Tươi Kiến Minh bao đàn em của tao nhậu để xin lỗi. Ăn hủ tiêu gõ được không? Mày tưởng tụi tao là cái bang hả? Đã nhậu là phải ở chỗ đẳng cấp như nhà hàng Trâu Tươi Kiến Minh tao mới chịu. Trâu Tươi Kiến Minh là chuyên thịt trâu với các món ăn hải sản. Mày mà không tới thì sẽ như đặc sản của Kiến Minh trâu không lối thoát đó. Ok bye. Cho mày bỏ cái tật giả điên thì tính tiền nha mày. Nhiêu Nhiêu em nghe. Alo, lương bổng hả? Alo, mày nhắn cái nhau có chuyện gì vậy mà nhậu giải quyết? Dĩ nhiên là vậy, nhưng tao không nói cho mày biết là tao đang ở gần nhà hàng Trâu Tươi Kiến Minh đâu. Mấy người là ai? Sao tự nhiên bắt con chi vậy mấy cha? Bây giờ mày tới Phú Thụy Dương Xá Gia Lâm đặt bàn cho tao. Anh đọc số điện thoại đi anh, em gọi Trâu Tươi Kiến Minh đặt luôn cho nó nhanh. Có bao nhiêu đó mà mày cũng không biết hay sao? Chứ anh biết không? Nghĩ sao tao không biết mày? Ê thằng mập, mày biết không? Dạ, số điện thoại là 0904999222 đó đại ca. Ngoài trâu ra mình đặt thêm mấy món hải sản mới đi anh. Như là lẩu cá chép giòn, ngỗng 7 món, cua sốt Singapore không thì tôm hùm nướng mọi ha. Còn có lẩu hải sản hay cua hoàng đế cũng ngon phết gà. Ừ, được đó, mày gọi tới Trâu Tươi Kiến Minh đặt đi. Nhớ lên. Có ai rảnh nói cho chị biết chị đang ở đâu không? Vừa điếc hết rồi hả? Tao kêu mày đi bắt vợ người phán xử. Mày lườm đâu ra bà chằn lửa này vậy? Mày nhìn cái mặt con mẹ này quen quen. Vậy là bà Phương trong phim Sống Chung Như Mẹ Chồng đó anh. Mấy cưng mà không thả chị ra, chị chửi cho từ trên xuống dưới đứa nào cũng hối đầu hết. Nói cho cưng biết nhà có quậy thì về phim của mình mà quậy nghe chưa? Ha, chứ trong phim này cưng không có nghĩa địa gì hết biết chưa? Anh lấy vũ khí ra liền đi anh. Gì dạ, lấy vũ khí không lấy, lấy dép làm gì? Mày cười mía, mày có nghe đồ Long Đao ỷ thiên dép chưa? Coi anh mày thể hiện nè. Mấy người ai cũng nói tôi ác. Tôi thì thấy miệng đời mấy người còn ác hơn. Im lặng thì nói là không vui. Nói một câu đó thì nói là nói nhảm. Thầy chùa thì nói là đạo đức giả. Ở nhà thì nói là mình quỷ tâm ma. Chưa hết đâu, làm đúng thì không ai biết. Từ người làm sai thì cả thế giới ai cũng biết. Đúng là cái miệng đời gian ác mà. Có thông tin của nhà hàng Trâu Tươi Kiến Minh rồi nè anh. Mày coi đọc coi đủ sức chứa anh em không? Diện tích là 11.000 m², có thể chứa 1.000 khách cùng lúc. Nhiều phòng điều hòa lớn nhỏ có sức chứa lên tới 20 mâm. Còn có sân khấu lớn và bãi xe có khả năng chứa được 200 xe ô tô. Đặc biệt Kiến Minh còn chuyên tổ chức sự kiện nấu cổ trọn gói theo yêu cầu nữa. Đóng cửa thả chó. Đi anh. Hả? Anh bị bón hả? Sao đi kỳ vậy? Tao thấy trong phim mấy thằng quý sợ tộc nó đi như vậy. Tao bắt chước cho nó đi quý sợ tộc. Mày đi lẹ lên được không? Đi về chắc tới sáng luôn quá. Lên mồi nè mấy đứa. Đồ ăn đâu ngon dữ vậy mày? Tao biết là tụi mày bắt nhầm người nên tao mới đặt trâu tươi với mấy món hải sản bình Kiến Minh coi như làm quê. Tôi thả bà ra cho về phim của bà đi. Thằng Mập, thả chị ra cho chị về phim của chị. Cho bà về đi, chứ này mà nó nhiều quá trời luôn. Đâu quá. Cái cưng này mạnh giỏi nha. Nào rảnh tới Kiến Minh chị em mình nói tiếp ha. Dạ, đi. Bé bưởi, rót rượu đi cưng. Rượu thiệt hay rượu còn đây? Yên tâm đi, rượu Kiến Minh tự nấu đó. Vô.